Tháng 10 vừa qua, khi quân đội Trung Quốc bắt đầu điều một số lượng lớn máy bay vào vùng nhận dạng phòng không, gọi tắt là ADIZ mà Đài Loan thiết lập, không quân Đài Loan đã cảnh báo rằng họ sẽ không bao giờ dân dự. Đúng như vậy, từ đó đến nay, Đài Loan chưa có ngày nào ngơi nghỉ trong cuộc chiến phô diễn sức mạnh trên không này. Và mới đây, không quân Đài Loan giọng dạc tuyên bố mình là một trong 15 lực lượng mạnh nhất thế giới. Dựa vào đâu để không quân Đài Loan nói như vậy? Thêm vào đó, họ đảo tiếp tục mua 12 trực thăng MH-60R Seahawk từ Mỹ. Quả là một ngày buồn cho Trung Quốc, hết Đài Loan tự nhận mình có lực lượng không quân thuộc top đầu thế giới. Tổ chức Bình Bạch Quốc tế lại công bố một báo cáo, trong đó nói Đài Loan vượt Trung Quốc về an toàn quốc phòng. Dù ai nói ngại nói nghiêng, Trung Quốc vẫn xâm nhập vào ADIZ của Đài Loan gần như mỗi ngày. Số lượng lần này đã lên tới 8 máy bay. Trung Quốc còn tuyên bố không bao giờ thay đổi lập trường với Đài Loan. Tại Đài Loan, sau khi bị phản đối kịch liệt, Enterprise bỏ khu vực ra khỏi tên gọi của Đài Loan. Ngay sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được sự đồng thuận về nới lỏng thị thực cho nhà báo, thì Mỹ và Nhật cam kết tăng cường hợp tác thương mại đối trọng với Trung Quốc. Các thông tin đáng chú ý khác, ông Biden ra lệnh cấm các quan chức Nicaragua nhập cảnh vào Mỹ. Thẩm phán Hoa Kỳ phủ quyết thuế nhập khẩu pin bạc trời của cựu Tổng thống Donald Trump Trung Quốc lên án vấn nạn tôn thờ tiền bạc Bị đe dọa từ Nga, Tổng thống Ukraine mong muốn trở thành đồng minh của Anh Úc đầu tư khủng, tham vọng biến khoa học lượng tử trở thành công nghệ tối quan trọng Quý vị đang theo dõi FBNC Thế Giới Hôm Nay Quý vị đang theo dõi FBC Thế Giới Hôm Nay Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 11, lực lượng không quân Đài Loan đã đưa vào vận hành chiến đấu cơ F-16V đầu tiên của mình. Tham mưu trưởng không quân Hoan Ching Wei nói với tờ Legislative Yuan hôm thứ Tư ngày 17 tháng 11 rằng dựa trên hơn 300 máy bay chiến đấu hiện đã hoạt động, không quân nước này có thể tự xếp mình vào số 15 lực lượng có máy bay mạnh nhất thế giới. Tham mưu trưởng cơ quan phòng vệ Đài Loan Wang Hsieh-lung nói với các nhà lập pháp rằng 141 chiếc F-16AB đang được nâng cấp lên F-16V với 64 chiếc đã được hoàn thành. Các máy bay chiến đấu mới nâng cấp đã chính thức được đưa vào hoạt động tại căn cứ không quân Gia Nghĩa vào thứ Năm với sự góp mặt của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Và ngoài các máy bay phản lực đang được nâng cấp, Đài Loan đã đặt thêm 66 chiếc F-16V mới. Trong một động thái mới giữa lúc căng thẳng Trung Đài không ngừng leo thang, vừa qua Đài Loan đã thông báo rằng họ sẽ mua 12 trực thăng chống ngầm MH-60R Seahawk từ các nhà cung cấp của Mỹ. Theo báo cáo của Liberty Times, chi phí của việc mua sắm sẽ được nêu chi tiết trong ngân sách công khai và bí mật cho năm 2022. Các quan chức của cơ quan phòng vệ Đài Loan mới đây cho biết, họ sẽ mua 12 trực thăng chống ngầm MH-60R Seahawk từ các nhà cung cấp của Mỹ. Máy bay này không chỉ tăng cường khả năng tác chiến chống tàu ngầm của Hải quân Đài Loan, mà còn hỗ trợ hỏa lực cho các tàu từ trên không. Các trực thăng sẽ cho phép triển khai nhanh chóng các phi đội tấn công trên biển, một chiến thuật phổ biến của quân đội Mỹ. Seahawks sẽ bao gồm tên lửa Hellfire và ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ. Trước đó, vào ngày 15 tháng 11, một số nhà lập pháp đã được thử di chuyển bằng trực thăng mô phỏng trong chuyến thăm gần đây đến căn cứ Shenying ở Tân Đài Bắc để kiểm tra khả năng chống ngầm các nhà lập pháp đã trải qua một vụ đổ bộ trực thăng trên bon tàu trên biển. Các sĩ quan hải quân cũng đi bộ với họ đến một nhà chứa máy bay để cho họ xem trực thăng 500MD. Tại đó, họ đã được chứng kiến một trực thăng chống ngầm S-70C cất cánh. Theo chỉ số liêm chính quốc phòng chính phủ năm 2020 được công bố hôm thứ Ba của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Đài Loan là khu vực duy nhất tại châu Á có xếp hạng B, tức là rủi ro về tham nhũng quốc phòng ở mức thấp, mức độ minh bạch về tài chính cao và hệ thống luật chống tham nhũng chặt chẽ. Trong khi đó, Trung Quốc được xếp vào nhóm E, một chỉ số tồi tệ tương ứng với các nước có nguy cơ tham nhũng quốc phòng rất cao. Theo báo cáo của cơ quan phòng vệ Đài Loan gọi tắt là MND, vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đã đưa 8 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ 15 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, ngày 16 tháng 11, Trung Quốc đã đưa các máy bay bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan bao gồm hai máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y9, hai máy bay chiến đấu sinh trang J16 và các máy bay tác chiến chống ngầm và máy bay trinh sát khác. Các máy bay này đã tiến vào góc yêu thích là Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã gửi máy bay phát sóng cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của Trung Quốc. Trong tháng này, Bắc Kinh đã đưa vào ADAZ của Đài Loan gần như mỗi ngày, chỉ trừ đúng ngày 3 tháng 11, Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam. Vùng nhận dạng phòng không là vùng bầu trời do một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự ấn định ra và bắt buộc mọi máy bay dân sự xâm nhập vào vùng này phải nhận dạng, xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia vùng lãnh thổ đó. Chiến thuật vùng xám được định nghĩa là những hành vi vượt quá khả năng răng đe hoặc đảm bảo thông thường nhằm đạt được các mục tiêu an ninh, trong khi vẫn nằm dưới ngưỡng có thể gây ra phản ứng vũ trang. Mới đây, đại sứ Trung Quốc tại EU tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình đối với Đài Loan, đồng thời cũng sẽ không thay đổi quan điểm rằng Liên minh châu Âu phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu một thỏa thuận đầu tư mới giữa Trung Quốc và EU được thông qua. Bất chấp kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc vào cuối năm nay, mới đây ông Giang Minh, đại sứ Trung Quốc tại EU vẫn cho rằng Bắc Kinh sẽ không thay đổi quan điểm rằng Liên minh châu Âu phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu một thỏa thuận đầu tư mới giữa Trung Quốc và EU được thông qua. Bên cạnh đó, chính quyền ông Tập Cận Bình cũng sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình đối với Đài Loan. Bình luận của ông Minh cho thấy có rất ít hy vọng về một bước đột phá ngoại giao sau khi các nước EU như Lithuania đã tăng cường liên hệ với Đài Loan trong năm nay. Trong một sự kiện trực tuyến ở Brussels, ông Giang nói về Đài Loan như sau. Nếu có bất cứ điều gì thay đổi, thì đó là quyết tâm của người Trung Quốc trong việc thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước. Một số nước châu Âu dường như đánh giá thấp khát vọng này của người Trung Quốc. Ông Giang Minh nhấn mạnh, bất kỳ nỗ lực nào của người châu Âu nhằm phát triển quan hệ chính thức với Đài Loan đều không thể chấp nhận được. Vào cuối tháng 10 vừa qua, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đã có chuyến công du hiếm hoi đến châu Âu vào cuối tháng 10, khiến Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ thiên liêng của mình và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo về lại với đất mẹ. Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ quốc gia châu Âu nào ngoài Vatican. Tuy nhiên, gần đây, hòn đảo lại muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nền dân chủ của EU. Ông Giang Minh lưu ý rằng Trung Quốc và EU đã mất 7 năm và 35 vòng đàm phán để đồng ý về hiệp định đầu tư vào tháng 12 năm ngoái. Đề cập đến các lệnh trừng phạt của EU, ông nói, tôi rất tiếc khi thấy rằng vì những trở ngại do phía châu Âu gây ra, việc phê chuẩn hiệp định này đã bị ảnh hưởng. Vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, Interbrite đã thay đổi tên gọi trong danh sách thông báo nơi đăng cai World Pride 2025 từ khu vực Đài Loan sang Đài Loan. Sự thay đổi này được đưa ra sau khi nhận được làn sóng phản đối kịch liệt của người dân hoàng đảo. Vào ngày Chủ nhật 14 tháng 11, tổ chức Interbrite thông báo thành phố Cao Hùng thuộc khu vực Đài Loan là nơi được chọn để đăng cai tổ chức World Pride 2025. Việc sử dụng từ khu vực đã gây ra một làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người dùng chỉ trích Interpride tổ chức chịu trách nhiệm cho World Pride 2025 vì muốn lấy lòng Trung Quốc mà chấp nhận gọi Đài Loan theo cách mà Bắc Kinh gọi. Và vì đây là một sự kiện lớn dành cho cộng đồng LGBT, nên Interpride lại càng bị chỉ trích dữ dội hơn. Vì tại Trung Quốc, cộng đồng này chưa thực sự được nhìn nhận đúng mực, thậm chí là vẫn còn hơi cực đoan. Đáp lại, đồng chủ tịch Interpride, ông Julian Sanjivan cho biết, thuật ngữ khu vực được sử dụng nhằm mục đích tuân thủ các Công ước của Liên Hiệp Quốc. Enterprise cho biết trong hai năm qua, tổ chức này đã tiến hành quá trình nộp đơn lên Liên Hiệp Quốc để xin quy chế tham vấn. Trong thời gian này, nhóm đã làm việc để phù hợp với các yêu cầu của cơ quan này. Không làm như vậy sẽ ngăn Enterprise đạt được quy chế tham vấn của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết họ đã xem xét cẩn thận những lời phản hồi dồn dập mà họ đã nhận được gần đây. Trong một đề cập rõ ràng đến người dân Đài Loan, Enterprise nhấn mạnh họ ủng hộ quyền con người của người dân nơi đây, bao gồm cả quyền tự quyết. Enterprise sau đó đã chúc mừng tổ chức thành viên Cao Pride đã được chọn để đăng cai World Pride 2025 tại Cao Hùng, Đài Loan, với cụm từ khu vực đã hoàn toàn biến mất. Sự thay đổi này nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân hòn đảo. Thị trưởng thành phố Cao Hùng cũng gửi lời cảm ơn Enterprise vì điều này. Theo tờ China Daily, sau cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc nới lỏng thị thực cho các nhà báo. Cụ thể, Mỹ sẽ cấp thị thực một năm cho các nhà báo Trung Quốc và ngược lại, thay cho thị thực 90 ngày như hiện tại. Hai nước cũng cam kết đối xử bình đẳng với các nhà báo mỗi bên, cấp thị thực dựa trên pháp luật và quy định hiện hành. Theo China Daily, Trung Quốc và Mỹ sẽ cho phép các nhà báo của cả hai nước tự do khởi hành và trở về nước của nhau dựa trên các luật và quy định hiện hành. Bộ ngoại giao Mỹ đã xác nhận các thông tin này, đồng thời cho biết Trung Quốc cam kết cho các nhà báo Mỹ có thể tự do rời đi, điều mà họ đã không làm trước đó. Theo một quan chức ngoại giao Mỹ thì phía Washington rất hoan nghênh tiến bộ này, nhưng theo ông đó chỉ là một bước khởi đầu. Quan chức này nói thêm, Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng khả năng tiếp cận và cải thiện điều kiện cho các phương tiện truyền thông của Mỹ và các nước khác tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản hồi lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Hiện vẫn chưa rõ các nhà báo bị Bắc Kinh trục xuất năm 2020 có được cấp thị thực trở lại làm việc hay không. Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian gần đây, vào thứ Tư vừa qua, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Koichi Hagizuda nhằm đưa ra một sáng kiến giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận thường xuyên về các vấn đề thương mại quan trọng giữa hai nước hai ngày sau khi Bộ trưởng Haguda và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã nhất trí khởi động đàm phán để giải quyết những tranh cãi giữa hai nước trong vấn đề thương mại. Mới đây, đại diện Thương mại Mỹ Catherine Tai đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Koji Haguda nhằm đưa ra một sáng kiến giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận thường xuyên về các vấn đề thương mại quan trọng giữa hai nước. Bà Catherine Tai cho biết, các cuộc họp đầu tiên về quan hệ đối tác thương mại Mỹ-Nhật Bản sẽ diễn ra đầu năm 2022 và được tổ chức theo định Kỳ. Bà Thai khẳng định quan hệ đối tác mới này sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản. Sự hợp tác này sẽ hỗ trợ chiến lược kinh tế của chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đối với khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đồng thời giúp đề ra các chính sách thương mại bền vững, toàn diện và mang tính cạnh tranh, từ đó giúp phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Theo văn phòng đại diện thương mại Mỹ USTR, quan hệ đối tác mới này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề ưu tiên về lao động, môi trường, tăng cường thương mại, tạo ra hệ sinh thái số và thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn thương mại đa phương và khu vực vừa qua tổng thống mỹ joe biden đã ra lệnh cấm các thành viên của chính phủ nicaragua nhập cảnh vào mỹ đây được cho là động thái nhằm phản ứng lại cuộc bầu cử mà washington đã tố cáo là gian lận để ủng hộ tổng thống nicaragua daniel ortega Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ra lệnh cấm các thành viên của chính phủ Nicaragua nhập cảnh vào Mỹ. Lệnh cấm này được áp dụng đối với tất cả các quan chức được bầu của Nicaragua, bao gồm cả tổng thống nước này Ortega và vợ, phó tổng thống Rosario Murillo, cùng với các thành viên lực lượng an ninh, thẩm phán, thị trưởng và những người khác bị coi là phá hoại nền dân chủ ở quốc gia Trung Mỹ này. Trong sắc lệnh, ông Biden nói rõ, nguyên nhân là do các hành động đàn áp và làm dụng của chính phủ Ortega và những người ủng hộ buộc Mỹ phải hành động. Lệnh cấm được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ, Anh và Canada áp đặt những lệnh trừng phạt đối với các quan chức Nicaragua trong một phản ứng phối hợp đối với cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11 mà nhiều nước gọi là một sự giả tạo. Theo Reuters, vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, thẩm phán Gary Kasman của Tòa án Thương mại quốc tế Hoa Kỳ đã phủ quyết việc áp thuế với một số tấm pin mặt trời nhập khẩu, cho rằng việc làm của cựu Tổng thống Donald Trump là một hành động nằm ngoài thẩm quyền được giao của Tổng thống và vi phạm tinh thần của luật tự do thương mại. Mới đây, thẩm phán Gary Kasman của tòa án thương mại quốc tế Hoa Kỳ đã lập ngược quyết định của tổng thống Donald Trump về việc cho phép tái áp thuế đối với một số tấm pin mặt trời nhập khẩu. Tuy nhiên, phán quyết này được đánh giá là một thất bại đối với một số nhà sản xuất trong nước. Vào năm 2018, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bước đi đầy tính thách thức các đối tác thương mại của mình, đó là đã mạnh tay đánh thuế tấm pin năng lượng và máy giặt nhập khẩu. Ông Kasman viết, tuyên bố của ông Trump là sự sai lầm rõ ràng đối với luật cho phép các biện pháp tự do thương mại và cấu thành một hành động nằm ngoài thẩm quyền được giao của Tổng thống. Cổ phiếu của First Solar, một nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn của Mỹ, đã giảm sau quyết định này và giảm 7,1% trong phiên giao dịch cuối giờ chiều. Chính quyền ông Biden đã bảo vệ ông Trump, nói rằng ông đã hành động hợp pháp để bịt lỗ hỏng mà ông tin rằng đang làm suy yếu các biện pháp bảo vệ thuế quan đối với sự gia tăng bùng nổ trong nhập khẩu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm ngày 16 tháng 11 vừa đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Kenya, mở đầu chuyến thăm ba nước châu Phi của mình. Có mặt tại thủ đô Nairobi, Kenya, ông Tony Blinken bắt đầu chuyến công du châu Phi đầu tiên với tư cách ngoại trưởng Mỹ, vốn được lên kế hoạch vào đầu năm nay, nhưng bị tạm hoãn lại sau sự kiện Afghanistan hồi tháng 8 vừa qua. Dự kiến kéo dài đến ngày 20 tháng 11, ông Blinken sẽ đến thăm Nigeria và khu vực Senegal sau Kenya Chuyến thăm được diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà nước châu Phi đang hứng chịu cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ và sự gia tăng xung đột đáng kể dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, đặc biệt là ở Sudan và Ethiopia. Những chính sự đang diễn ra tại hai quốc gia này đang được dự đoán là chủ đề chính của các cuộc trao đổi trong khuôn khổ chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Mỹ với mục tiêu phục hồi nền dân chủ. Bên cạnh đó, các nội dung khác cũng được thảo luận trong chương trình nghị sự của ông Blinken, gồm giải quyết đại dịch COVID-19, khả năng tiếp cận vaccine và biến đổi khí hậu trong một nghị quyết quan trọng được công bố hôm thứ ba vừa qua trung quốc đã lên án và thề sẽ dập tắt thói sùng bái tiền bạc chủ nghĩa cá nhân cực đoan và nạn tham nhũng vốn đã nổi lên và tồn tại dai dẳng trong bốn thập kỷ kể từ khi đất nước mở cửa hòa nhập với thế giới đồng thời kêu gọi đảng lãnh đạo mạnh mẽ và kỷ luật hơn để giải quyết vấn nạn này Vừa qua, Trung Quốc đã công bố bản nghị quyết lịch sử gồm 36.000 chữ được thông qua tại hội nghị toàn thể lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng tuần trước tại Bắc Kinh, nghị quyết lên án việc tôn thờ tiền bạc, chủ nghĩa cực đoan cá nhân và tham nhũng, yêu cầu Đảng phải lãnh đạo và kỷ luật nghiêm khắc hơn. Ngoài ra văn kiện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác sức mạnh của internet và thống nhất với Đài Loan. Nghị quyết này cũng liệt kê ra các mục tiêu như cắt giảm nợ, đạt sự thịnh vượng chung và phá bỏ độc quyền, đồng thời lập luận tổng sản phẩm quốc nội không thể là tiêu chí duy nhất của thành công. Các tiêu chuẩn khác như đổi mới và hành động vì môi trường cần được ưu tiên. Vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, thương mại giữa nước này và châu Phi trong 3 quý đầu năm 2021 đã đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong thời gian này, các chỉ số khác nhau về hợp tác kinh tế, thương mại Trung Quốc-Châu Phi đều có xu hướng tăng lên. Trong đó, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Jian Kebin cho biết tại một cuộc họp báo, kim ngạch thương mại đạt hơn 185 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử. Đầu tư trực tiếp trong toàn ngành của Trung Quốc vào châu Phi đạt 2,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái cao hơn 3 điểm phần trăm so với tổng đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc và vượt mức trong cùng kỳ năm 2019 trước khi đại dịch bùng phát. Các công ty Trung Quốc đã ký hợp đồng với các dự án mới trị giá 53,5 tỷ đô la, doanh thu đạt 26,9 tỷ đô la, tăng lần lượt là 22,2% và bị 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cho thấy sự tin tưởng của Bắc Kinh vào triển vọng của thị trường châu Phi. Ông Tran cho biết thêm, tính đến cuối năm 2020, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi trong 12 năm liên tiếp. Các loại máy móc xây dựng và nhu yếu phẩm hàng ngày mà Trung Quốc xuất khẩu sang châu Phi đã đáp ứng tốt nhu cầu của người dân tại đây trong hầu hết các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Châu Phi cũng là nguồn cung cấp tài nguyên khoáng sản và năng lượng quan trọng, đóng vai trò rất lớn trong việc duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp của Trung Quốc. Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Thương mại Thế giới gọi tắt là WTO đã công bố báo cáo thương mại thế giới năm 2021, trong đó tập trung vào tính dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi của hệ thống thương mại toàn cầu và cách để giúp các quốc gia chống chọi tốt hơn với các cú sốc tương tự trong tương lai. Báo cáo lưu ý rằng trong khi nền kinh tế toàn cầu có tính liên kết và liên kết thương mại cao đã khiến thế giới dễ bị tổn thương hơn trước các thảm họa tự nhiên và nhân tạo thì mặt khác những khó khăn đó cũng khiến nền kinh tế toàn cầu trở nên bền bỉ hơn. Cần có nhiều hợp tác khu vực và đa phương hơn để tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi kinh tế. Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo iweala cho biết tổ chức này đang tiến hành đàm phán trong các lĩnh vực bao gồm dịch vụ, đầu tư, nông nghiệp, thương mại điện tử và các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho thương mại toàn diện và đa dạng hóa, đồng thời làm cho các nền kinh tế phát triển hơn trong tương lai ngoài ra bà okonojo iwila lưu ý rằng sự phục hồi toàn cầu sẽ được thực hiện tốt hơn nhờ sự hợp tác quốc tế chứ không phải là chủ nghĩa biệt lập tổng thống ukraine volodymyr zelensky vào thứ ba vừa qua đã hoan nghênh một thỏa thuận khung nhằm sử dụng nguồn tài chính của anh để tăng cường tiềm lực hải quân của đất nước trong bối cảnh nga đang chuyển quân tới gần biên giới của nước này Ông Zelensky cho biết ông và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã thảo luận về cách đảm bảo hàng hải an toàn cho các tàu ở Biển Đen và Biển Azov, cũng như nguyện vọng gia nhập Liên minh quân sự NATO của Ukraine. Trước đó, người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của Anh đối với Ukraine và cho biết sẽ hỗ trợ Kiev trước sự thù địch của Nga. Theo Reuters, sau khi xác định được 9 lĩnh vực công nghệ được cho là tối quan trọng với lợi ích quốc gia, chính phủ Úc sẽ đầu tư 73 triệu đô la Mỹ cho lĩnh vực đầu tiên là công nghệ lượng tử, vốn là ngành công nghiệp non trẻ dựa trên các nguyên lý của khoa học vật lý, đang được các nhà đầu tư tham vọng nhắm tới. Theo Thủ tướng Scott Morrison, phần lớn số tiền đầu tư sẽ được dùng để thương mại hóa nghiên cứu lượng tử của Úc và tạo liên kết với các thị trường toàn cầu và chuỗi cung ứng. Ngày 17 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo sẽ chi 100 triệu đô la Úc, tương đương khoảng 73 triệu đô la Mỹ để phát triển công nghệ lượng tử, sau khi xác định chính lĩnh vực công nghệ được tin là sẽ đóng vai trò quan trọng đối với lợi ích quốc gia dựa trên các nguyên lý cốt lõi của vật lý thì công nghệ lượng tử vẫn còn trong giai đoạn sơ khai tuy nhiên nó đã trở thành ưu tiên của các nhà đầu tư có tham vọng cách mạng hóa các ngành từ chăm sóc sức khỏe tài chính đến trí tuệ nhân tạo ai và dự báo thời tiết trong những tháng gần đây úc đã hứa chi hàng tỷ đô la mỹ để hiện đại hóa nền kinh tế và cắt giảm sự phụ thuộc vào trung quốc bằng cách thúc đẩy sản xuất trong các ngành như tài nguyên khoáng sản quan trọng cũng như hỗ trợ phát triển công nghệ phát thải thấp Thưa quý vị, ngày của mẹ là ngày để tôn vinh những người mẹ cũng như tình cảm của họ dành cho những đứa con của mình. Ngày này được tổ chức vào những thời gian khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là vào tháng 3 và tháng 5. Nếu ở Việt Nam là ngày 8 tháng 5, thì tại Triều Tiên, người dân nước này vừa chào đón ngày của mẹ hôm ngày 16 tháng 11 vừa qua. Hình ảnh từ video do hãng thông tin nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải cho thấy người dân Triều Tiên mua hoa và nhiều món đồ khác nhau và dành tặng mẹ của họ như một cách mà mỗi người con dành sự tri ân, tấm lòng hiếu thảo đến mẹ kính yêu. Ngày 16 tháng 11, được chỉ định là ngày của mẹ ở Triều Tiên kể từ năm 2012. Nhân ngày kỷ lục ghi đá thế giới năm nay, nhiều kỷ lục hết sức thú vị đã được ghi nhận trên toàn cầu. Ví dụ như một vận động viên người Anh đã trình diễn khả năng đu sào siêu đẳng. Anh có thể đu và chuyển từ sào này sang sào khác trước sự kinh ngạc của mọi người những người này đã phá vỡ thành tích của chính mình để thiết lập nên kỷ lục Guinness Thế giới mới. Zhang Shuang, đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã mất 1 phút 13,27 giây để hoàn thành một thử thách vừa trồng cây chuối, vừa kéo xe đi trên quãng đường 50 mét. Tại thủ đô London, Anh, Tyler Phillips vượt qua 5 chiếc xe taxi để trở thành người nhảy qua nhiều xe ô tô liên tiếp nhiều nhất bằng gậy Pogo. Trong khi đó, tại một nhà thể dục thể thao đa năng ở thành phố Leeds của Anh, vận động viên thể dục dụng cụ Ashley Watson đã phá kỷ lục của chính mình khi hoàn thành màn đu xà giữa hai xà có khoảng cách 6 mét. Nếu bạn muốn trở thành một người nắm giữ kỷ lục Guinness, hãy cứ làm. Tìm gì đó it, bạn thực sự giỏi và chăm chỉ luyện tập, chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc vì điều it. đó. Honestly, Còn tại Florida, nước Mỹ, Laura Biando tiếp tục nắm giữ kỷ lục thế giới bằng kỹ năng kiểm soát bóng của mình liên tiếp trong 60 giây. Người đàn ông này là Ayu Toabi, sống tại Doha, Qatar. Anh đã lập kỷ lục mới khi thực hiện 12 động tác lộn ngược chỉ với một chân, với thời gian là 30 giây. Người đặt kỷ lục Guinness cuối cùng trong ngày kỷ lục Guinness thứ 18 là Takahiro Ikeda đến từ Chiba, Nhật Bản. Anh sử dụng chiếc xe đạp để hoàn thành động tác cỗ máy thời gian trong vòng 30 giây. Thưa quý vị, vừa có thông báo chính thức là cựu tay vợt số 1 thế giới Roger Federer sẽ không tham dự giải quần vợt Úc mở rộng 2022, giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Trao đổi với truyền thông trong cuộc phỏng vấn hôm 17 tháng 11, Roger Federer phải thừa nhận rằng bản thân không thể góp mặt ở giải quần vợt Úc mở rộng sắp tới. Tay vợt 40 tuổi chia sẻ, mình mới có thể ra sân tập trở lại và dự định sẽ thi đấu vào mùa hè sau Wimbledon 2022. Federer từng nghỉ gần trọn mùa năm 2020 để phẫu thuật đầu gối. Anh trở lại từ tháng 3 năm nay nhưng không đạt thành công như mong đợi. Federer rút lui khỏi vòng 4 Roland Garros nhằm tập trung cho Wimbledon, xong lại để thua ngay ở tứ kết giải Grand Slam này với 3 set thua trước Hubert Hacca. Kể từ khi giành chức vô địch quần vợt Úc mở rộng năm 2018, cựu tay vợt số 1 thế giới đã không giành được Grand Slam nào. Thưa quý vị, mới đây một cụ bà người Do Thái 86 tuổi đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Người đẹp sống sót hậu Holocaust, cuộc diệt chủng do phát xít Đức cùng bè phái tiến hành. 10 thí sinh, đội tuổi từ 79 đến 90 tuổi được trang điểm, tạo kiểu tóc và khoác lên mình những trang phục lộng lẫy đã cùng nhau khoe dáng trên sàn diễn của cuộc thi sắc đẹp thường niên tổ chức ở Jerusalem nhằm tôn vinh những người phụ nữ sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Xuất sắc đánh bại những người đẹp khác, Cụ bà người Do Thái 86 tuổi, Selina Stenfield, đã giành vị trí cao nhất. Theo thông tin từ ban tổ chức, người đẹp sống sót sau Holocaust 2021, chuyển đến Israel vào năm 1948, đã kết hôn và có 3 người con, 7 người cháu và 21 người chát. Holocaust là thảm họa diệt chủng do Đức Quốc xã và bè phái tiến hành trong thời gian từ năm 1941 đến năm 1945 tại Đức và các lãnh thổ bị chiếm đóng. Ước tính khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị sát hại trong sự kiện lịch sử này. Kể từ sau khi thành lập năm 1948, Israel là nơi cư trú của những người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới, hiện khoảng 175.000 người sống sót sau thảm họa diệt chủng đang sống tại đây. Chuyển sang thông tin về hội họa, bức chân dung tự họa nổi tiếng của nữ nghệ sĩ Frida Kahlo vừa được bán với giá kỷ lục là 34,9 triệu đô la Mỹ trong phiên đấu giá mới đây. Được hoàn thành vào năm 1979, tác phẩm Diego Rio của Frida Kahlo được một người mua dầu tên trả 34,9 triệu đô la Mỹ, bao gồm 3,9 triệu đô la Mỹ tiền phí tại phiên đấu giá của nhà bán đấu giá Sotheby ở New York hôm 16 tháng 11 vừa qua. Đây là mức giá cao nhất mà bức tranh của một họa sĩ Mỹ Latin từng nhận được. Đây là bức chân dung tự họa cuối cùng được hoàn thành của Frida Kahlo trước khi nữ danh họa qua đời vào năm 1954. Đây là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Kahlo được bán đấu giá. Họa sĩ Frida Kahlo đã phải nằm liệt giường suốt thời gian dài sau một tai nạn giao thông lúc còn trẻ. Bà là tác giả của khoảng 200 bức tranh phác thảo về bản vẽ, chủ yếu là chân dung tự họa. Bà đã biến sự bất hạnh của mình thành những tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc ấn tượng. Sau khi qua đời, Carlo được nhiều người biết đến và trở thành một biểu tượng của nữ quyền vào những năm 1970. Thưa quý vị, tuần lễ thời trang Sao Paulo mới đây đã được tổ chức trở lại sau 2 năm bị tạm hoãn vì đại dịch. Sự kiện năm nay chứng kiến nhiều bộ sưu tập mang xu hướng thời trang mới nhất của Brazil. Mở đầu tuần lễ thời trang Sao Paulo, sự kiện thời trang lớn nhất châu Mỹ Latin là bộ sưu tập của nhà thiết kế Pedro Andre, tập trung sử dụng các màu sắc trung tính và sự thoải mái để tạo ra những trang phục thời trang dạo phố hiện đại dành cho nam giới. Bên cạnh đó, nhiều nhà thiết kế, thương hiệu và nhà tạo mẫu khác như Ronaldo Fraga Lily Sati và Angela Brito cũng có màn trình diễn tại sự kiện này. Các buổi trình diễn như vậy sẽ giúp nâng cao cảm xúc, tăng khả năng thể hiện sáng tạo, những điều chỉ có thể thấy khi khán giả chiêm ngưỡng trực tiếp các bộ sưu tập. Tuần lễ thời trang Sao Paulo 2021 sẽ diễn ra tại Bảo tàng nghệ thuật Pinacoteca thuộc thành phố Sao Paulo, Brazil, kéo dài từ ngày 16 tháng 11 đến hết ngày 21 tháng 11. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Hôm nay cảm ơn quý vị khán giả vì đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.